Bên này trang nước sốt rồi nhìn thấy hấp dẫn ha. Ha. Rồi, lấy thêm miếng bia nữa. Cái này là dậu là bá cháy luôn ha. Wow, hấp dẫn chưa? Đó, bên này ai ăn ở đâu thì chấm tới đó. Còn nếu họ muốn muốn trang lên thì trang. Xong. Thêm cái chai bia nữa. Wow. Hấp dẫn chưa? Chúc các bạn thành công. Rồi, bây giờ mình có là 60 gram me nha, me có hộp nha. Này có hộp luôn nè. Đó, với lại một cốc nước, nước lạnh nha, mình nấu để mình lấy cái nước me. Một cốc nước là 250 ml nha. Rồi, mình để lên bếp nấu để cho nó hồi lát nó dễ dầm cái me ra thì mình lọc cái xác đi bỏ đi ha. Rồi, bây giờ nó sôi rồi hơi tắt bếp. Mình đem ra mình lọc. Rồi, mình lọc xác bỏ đi thì được một cốc nước me nha. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị mình làm nước sốt ha. Một cốc nước me ha. Rồi đường là 130 gram nha. Là khoảng 8 cái muỗng ăn phở này nè, tablespoon này nè. Rồi muối thì mình có là nửa muỗng cà phê ha. Rồi tương tương ớt. Tương ớt thì mình có là 2 muỗng ăn phở, 2 muỗng ăn phở. Đó. Rồi tương cà thì mình có 2 muỗng ăn phở và nước mắm mình có 2 muỗng ăn phở luôn. Và bơ mình cũng có 2 muỗng ăn phở luôn. Đó, thì mình xài cái hiệu bơ này nè, đó, hiệu bơ này. Mình có nửa muỗng cà phê bột ngọt nha. Và mình có 2 muỗng cà phê tỏi bằm nha. Ê, 2 muỗng ăn phở tỏi bằm. Đó. Rồi, để cho cái tỏi nó thơm thơm chút xíu cái đã. Nó xém cạnh chút xíu rồi mình hẳn bỏ mấy cái nước me với lại đường đồ vô. Rồi, tỏi của mình nó thơm rồi, nó xém xém cạnh rồi. Bỏ nước me vào đây. Bỏ đường vào đây luôn. Rồi, bỏ muối vào đây. Bỏ tí xíu bột ngọt vào đây. Bỏ nước mắm vào. Rồi, bỏ tương cà vào luôn. Bỏ tương ớt vào luôn. Rồi, bây giờ mình có là một muỗng cà phê bột bắp nha. Với lại một muỗng ăn phở nước. Mình hòa vào để mình làm cái nước sốt của mình nó sệt sệt chút xíu. Rồi. Đó, cái nước sốt của mình nó cũng hơi sệt sệt lại rồi nè đó. Mình nấu nãy giờ cũng được 5-10 phút á. Nó hơi sệt sệt nhưng mà nó cũng chưa có ấy. Rồi mình bỏ này vào. Bỏ tí xíu vào cho nó sệt sệt lại. Xong. Đó. Mấy bạn bỏ nước bột năng bột bắp vào để nó sôi chút xíu nha chứ không để nó vữa đó. Rồi. Đó, nó sệt lại nè, ngon không? Đó. Rồi, tắt bếp. Rồi, xong rồi. Nước sốt rồi, thấy hấp dẫn ha. Rồi, bây giờ mình có một lố là 12 con cua lột. Đây là 700 gram đó. Này là loại nhỏ. Mấy bạn bỏ cái yếm này đi ha. Đó, rồi bỏ cái chỗ này nè.
chỗ cái miệng nè, dơ nè. Đó. Rồi, xong, đem đi rửa, rửa cho nó ráo sạch sẽ là xong. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị mình ướp cua lột nha. Mình có hai cái trứng, xay extra lát đây. Ừ. Cái trứng này là khoảng 60 gram một trái nha. Rồi mình có muối là nửa muỗng cà phê, tiêu một muỗng cà phê và mình rượu trắng là hai muỗng ăn phở nha. Đó, mình dùng cái bộ muỗng đây. Rồi vào, bỏ tiêu vô, bỏ muối vô. Rồi, mình để lên đây đi. Đó, để đây ướp khoảng chừng nửa nửa tiếng đồng hồ đi ha. Giờ đi làm bột khô. Rồi, bây giờ mình có là 200 g bột bắp nha. Tinh bột bắp đây. Tinh bột bắp. Rồi mình bỏ vào đây 2 muỗng cà phê bột nổi nha, baking powder nha. Rồi, bây giờ mình lấy cái này qua đây, mình lăn vào bột đây. Đó. Xong rồi để bên đây. Rồi đem đi chiên. Rồi, dầu nóng rồi nè. Mình thử nè. Đó, thấy cái dầu nóng rồi đó. Rồi, bỏ vô chiên. Thôi, hồi nãy mình lúc mình bỏ vào á thì nó xèo 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 quá trời quá đất luôn, bây giờ nó hết xèo lắm năm rồi. Thì có nghĩa là nó chín rồi mà nó cũng nổi lên nè. À, chín vàng đẹp ngon lắm rồi. Rồi bỏ vào cái giấy giấy thấm dầu. Đó. Rồi bắt đầu chiên tiếp cái khác. À, đó thấy không? Bỏ vào thì nó còn nước á, nên nó sôi dữ, nó xèo dữ. Đó thấy không? Rồi, chiên xong rồi. Cái này mình bày ra đĩa sẵn cho mấy bạn coi rồi nè. Đó. Thì con này là rau răm nè, rau răm với ớt nhà trồng nè, đó. Rồi, chỉ có việc bỏ cái lá rau răm xuống dưới đây. Cái này là ăn rau răm nhiều 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 nó mới ngon. Đó, chỉ việc xếp cua lên đây thôi. Rồi mình chan nước sốt lên. Đó, thấy ngon hấp dẫn không? Đây, còn dư hai hai, hai con. Rồi. Mình nhét cho nó hết luôn 12 12 con vô hai đĩa. Đó. Xong. Giờ chỉ cái việc là bỏ mấy miếng ớt lên cho nó đẹp đẹp vậy đó. Ớt nhà trồng nè. Đó, ớt vàng, ớt đỏ rồi vô. Wow. Giờ chan nước sốt lên. Đó. Ai không muốn chan thì chấm. Đó, bên kia đó rồi cái đĩa bên kia đó là mình để nước chấm đó. Đó, thay vì chan nó lên thì giờ mình chấm. Đó. Ở đây. Nhét cho nó vô luôn. Rồi cái nước sốt nè, nó hơi sệt sệt nè, thấy không? Thấy ngon lành không?
Đó, mình để gần lại cho mấy bạn coi nè, nước sốt nè, đó, nó thơm ngon lắm nè. Ôi, chăng lên chăng lên chăng lên. Đó, wow, nhìn hấp dẫn dễ sợ chưa? Wow.